Chào mừng các bạn quay trở lại channel của Nhung. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm họa tiết Burberry và ẩn charm để không bị xỉn màu nhé. Thì ở đây sẽ là một cái mặt phẳng và mình trước khi mình sơn thì bao giờ mình phải lấy cái nước cồn hoặc nước lau gel để mình lau đi, để nó không bị hỏng cái chai sơn của mình nha. Đấy là lý do mà rất nhiều các bạn tại sao mà bị hạt ở trên móng tay ấy, vì các bạn vệ sinh không sạch. Rồi bây giờ cho đi hơ này. Sau khi hơ xong nhé thì mọi người sẽ sử dụng cái gel gọn nét màu trắng giúp mình. Mình sẽ kẻ họa tiết Burberry thì nền ấy thì mình sẽ chọn nền một cái màu nâu đặc trưng nhé. Các bạn nếu mà không có màu nâu thì chọn màu tối tối cũng được. Kẻ màu Burberry. Đầu tiên là sẽ kẻ ba đường thẳng song song với nhau và cái tốc độ gần nhau ấy. Y hệt như thế này này. Đầu tiên thì có thể kẻ không thẳng một chút cũng được, bởi vì là cái họa tiết này này nó sẽ cần những cái đường thẳng song song và dần lúc sau ấy thì mình sẽ nối lại với nhau. Tạo thành những cái đường song song như thế này này. Rồi, cho vào hơ nhá. Nó ăn nhau ở những cái nét kẻ sau cùng này. Đây là những cái nét định hình thì mình không nói, vì là những cái nét sau cùng ấy, nhớ nhá, phải cho đi hơ đã. Sau khi mà hơ xong 5 đến 10 giây ấy, thì bắt đầu tiếp theo mình sẽ sử dụng là cái gel cọ nét màu trắng ấy, màu đen để bắt đầu là mình sẽ kẻ những cái họa tiết đường song song. Nhớ nhá, khi mà kẻ thì phải nín thở một chút và cảm giác là cầm cái chổi và nhìn cái chổi ấy, cái đầu chổi nó phải thật là mạnh. Khi đấy ấy, thì mình mới kẻ được. Và nhớ nhá, khi kẻ ấy, thì thực ra là mới đầu học thì cũng có thể xoay, nhưng mà dần dần rồi ấy, thì mình cố gắng không xoay nhất có thể. Nhiều bạn hỏi là tại sao mà cứ xoay nhiều ấy. Bởi vì bây giờ hỏi những bây giờ nhá, thực ra là vẽ còn chưa đẹp thì quan tâm đến cái việc xoay nhiều hay xoay ít để làm gì, cứ xoay để mà vẽ được đã. Rồi, như thế này là xong nhá, cho đi hơ này. Sau khi mà hơ xong thì sẽ sử dụng cái màu đỏ. Nhớ nhá, đây là gel, nó sẽ không bao giờ khô được trong điều kiện thường, thì các bạn tất cả mọi người đều phải hơ cho mình. Hơ xong đâu đấy, hơ nét nào chắc nét đấy rồi lúc đấy sẽ kẻ nét nữa. Sau khi mà hơ xong rồi ấy, đây này, tất cả các nét mình đều hơ xong ấy, thì mình sẽ vẽ. Dùng chính cái cây cọ này để vẽ này. Những cái cọ nét màu hồng này thì mình dùng chuyên dùng để mà kẻ hoặc là ôm viền. Nếu các bạn nào mà vẽ cứng tay rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là cái cọ càng dài ấy, tức là những cái cây cọ càng dài vẽ càng đẹp. Những cái cọ càng dài thì nó sẽ đi nét theo ý mình hơn. Những cái bạn mới thì bao giờ cũng cảm giác là nó sẽ cây cọ ngắn thì vẽ như bút bi thì nó sẽ dễ hơn, nhưng không nhé. Vẽ gel này này, vẽ càng dài càng đẹp. Cái vẽ hình trái tim này thì nó rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần ướm theo đúng ý mình ấy là được. Rồi bây giờ sẽ sơn tốp lì là xong nha. Sau khi mà sơn tốp lì ấy thì các bạn nhớ nhé, thường thì cái tốp lì nó sẽ lâu khô hơn tốp bóng, nên là mọi người sẽ phải hơ lâu hơn. Ví dụ hơ tầm 6-70 giây thì nó sẽ, tức là nó sẽ bo chắc cái tốp lì ở trên tay nhất, là so với cái hơ, cái việc mình chỉ hơ 30 giây như bình thường. Có những cái máy tốt thì các bạn chỉ cần hơ 5-60 giây là được. Tiếp theo nhé là mình sẽ sử dụng cái gel để mình ẩn những cái phụ kiện charm và ẩn cái màu nước gạo nền giữa. Rất nhiều sai lầm nhé các bạn, rất nhiều người là cảm giác là không tức là một khi mà nền màu đen rồi ấy, thì mình không vẽ được màu sáng lên bởi vì nó sẽ bị chìm, thì cái này là đúng. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái phần charm này và mình sẽ ẩn màu nước gạo ở bên trong cái nền charm này thì nó vẫn không vấn đề gì nhé, mình vẫn ẩn được như bình thường. Cho cái phần thạch nước gạo này vào bên trong. Tức là đây là một cái màu nước gạo. Các bạn muốn đậm hơn thì các bạn làm thêm lớp tiếp theo như mình thế này là xong này. Rồi ẩn thêm một chút gel nữa ở trên bề mặt là xong. Hoặc là mình có thể sơn luôn tốp lì nhé. Kiểu như thế này ấy thì ở bên Hàn người ta dùng rất nhiều. Ẩn như thế này ấy thì nó sẽ giúp là charm nó không bị xỉn màu và nó sẽ bền. Đây là cái mà mình vừa làm xong này. Cảm ơn các bạn đã xem được cuối video này của mình nhé.